Xin chào tất cả các quý vị, các cô, chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Yastan TV. Hôm qua thì mọi người đã thấy cái hình ảnh có rất nhiều cái video liên quan đến có một người phụ nữ. Chị ấy chia sẻ rất tốt về Tiểu Linh cũng như là một số điều liên quan đến mẹ con nhà Hồng Phượng. Bản thân chị ấy có những cái quan điểm mà chúng ta nhìn thấy rằng là giống như là chị ấy ủng hộ cho Tiểu Linh, cho mẹ con nhà Hồng Phượng, mẹ con nhà Sáu Bào đó. Tuy nhiên rằng ở đây thì SMTV phải nói rằng là hôm qua bản thân SMTV cũng có mặt ở đó. Và thật sự là SMTV không có cùng quan điểm với chị ấy, bởi vì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu là những người có lương tâm thì bản thân Tiểu Linh hay là chú Bảy đã không chia sẻ những cái vấn đề đó. Nói miệt thị Hồng Loan một cách rất là thậm tệ. Dùng những cái lời lẽ và cử chỉ hành động không giống với một người cha chú. Bản thân những người như bà Sáu Bào, mẹ con nhà Sáu Bào nếu tốt thì đã không dùng những cái hành động giơ những cái quần áo lên trước camera và buông ra những cái lời nói tục tĩu rất là vô học. Ở đó phải nói là rất là vô học. Và những người có kiến thức, những người là nghệ sĩ thì sẽ không buông ra những cái lời nói đó. Đúng không ạ? Chúng ta đã thấy cái người phụ nữ phía sau của SMTV thì mọi người đã thấy rồi đó. Có những cái điều mà SMTV không cùng quan điểm với chị ấy. Bởi vì chúng ta nhìn rất rõ trong câu chuyện Hồng Loan đang phải chống lại chính những người thân của mình. Chị ấy đang phải gồng mình lên để chống chịu những cái lời lẽ, những cái cách chia sẻ, những cái cách miệt thị của chính người thân trong gia đình. Và một điều nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là bản thân cái chị này thì không biết là có phải là người chính xác là người yêu quý hay ủng hộ cho mẹ con Sáu Bào hay không, hay là cho Tiểu Linh hay không. Tuy nhiên cái quan điểm của chị ấy đưa ra thì mình xin ghi nhận thôi, chứ mình không cùng quan điểm với chị ấy, mà mình cũng không miệt thị chị ấy, bởi vì chị ấy không phải là người trung tâm của câu chuyện này. Cho nên quan điểm của chị ấy là quan điểm của chị ấy, còn chúng ta không cùng quan điểm với chị ấy. Rõ ràng là như vậy. Hành động hay lời nói của những người như Tiểu Linh, những người như mẹ con cô Sáu Bào đã cho thấy những lời lẽ, cách đối xử của họ với Hồng Loan không xứng đáng là những người thân, không xứng đáng là người ruột thịt của cố ca sĩ Vũ Linh so với những gì mà cộng đồng đang nhìn thấy. Chúng ta thấy rất rõ là những hành động của họ không đáng được tôn trọng, đúng không ạ? Hành động đó là những hành động vô học, mất kiểm soát. Không biết là họ suy nghĩ sao, nhưng nhìn những cái hình ảnh mà mọi người quan tâm ở trên câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì chúng ta đã thấy. Chúng ta chỉ ủng hộ những người như Hồng Loan, những người yếu thế, những người là những người phụ nữ đưa ra những cái cách đối nhân xử thế. Phải nói là Hồng Loan rất là chín chắn trong cái câu chuyện trăm ngày của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và bản thân chị Hồng Loan hôm qua đã có những cái hành động rất là đẹp, những cử chỉ rất là đẹp, đáng ghi nhận. Chúng ta phải nên nói là như vậy. Quay trở lại với cái vấn đề vụ kiện tranh chấp thừa kế tài sản của gia đình họ Võ, thì Đông Dương đã chính thức nói rằng không đứng ra làm chứng. Ca sĩ Đông Dương cho biết anh không đứng, không ra tòa kiện hay làm chứng gì liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Khuya ngày 10 tháng 6, Đông Dương đã đăng clip trên trang cá nhân gửi lời xin lỗi đến khán giả và đồng nghiệp trong thời gian vừa qua đã làm ảnh hưởng đến mọi người, do một đoạn clip có hình ảnh của Đông Dương và gia đình nghệ sĩ Vũ Linh. Đó. Đông Dương không nghĩ là di chúc mà là những lời tâm sự thôi. Đấy. Thế cho nên là những cái sự bao biện của mẹ con Sáu Bào hay những cái hành động nhằm tung cái mục đích tung cái clip đó lên để khiến cho mọi người nghĩ rằng đấy là những cái di chúc của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì tôi nghĩ rằng là đã nhầm tưởng, hoang tưởng và ảo tưởng. Ở đây cần phải nhìn rõ ràng tâm sự, những lời tâm sự, những chuyện có khi là đang trong men say, có khi là đang trong một cái trạng thái không ổn định hoặc là bị kích động, thì nó là khác hoàn toàn với những cái câu chuyện ở đây là di chúc, và đó không phải là cái vấn đề pháp lý nha mọi người. Sau một thời gian nào, Đông Dương quyết định làm clip để chia sẻ rõ câu chuyện không mong muốn này. Anh tâm sự, Đông Dương cũng giống như bao cô chú anh chị nghệ sĩ khác, lâu lâu qua thăm cậu để hỏi thăm sức khỏe, trao đổi học hỏi kinh nghiệm nghề. Cậu luôn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, thâu đêm suốt sáng, ai cũng có kỷ niệm với cậu. Còn đoạn clip được xem là bằng chứng để kiện tụng đòi chia tài sản, Đông Dương cho biết là được quay khá lâu rồi. Thế cho nên là cái câu chuyện mà hôm qua mọi người nhìn nhận, chúng ta đã thấy đó, đúng không? Và bản thân chúng ta phải nhìn nhận lại một điều rõ ràng như thế này. Ca sĩ Đông Dương đã khẳng định là lúc đó Đông Dương không nghĩ là di chúc mà nghĩ là những lời tâm sự kỷ niệm của gia đình cậu.
Ngày hôm nay Đông Dương không biết đoạn clip đó có hiệu lực pháp luật hay không, thì cho phép Đông Dương không can dự vào. Dương không bênh vực ai, không bỏ ai. Cái này là đã có những anh em chị em chia sẻ rồi, nhưng tôi muốn nói ở đây rằng là bản thân những người như mẹ con Sáu Bảo nhìn nhận và đánh giá cho nó kỹ càng, bởi vì họ không phải là những người, họ không phải là những người xứng đáng để được bênh vực. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta đã thấy đó, cộng đồng mạng đã đưa ra những cái quan điểm rất là rõ ràng, nhìn nhận một cách rất là thực tế. Ở đây Hồng Loan là con ruột, không cần phải thử ADN gì cả, đúng không ạ? Tôi chỉ nói là con trên danh nghĩa được luật pháp công nhận. Luật pháp đã công nhận thì không có nghĩa chúng ta có quyền bác bỏ. Chúng ta sống và thượng tôn pháp luật, đã có luật pháp, tất cả mọi việc tranh chấp không giải quyết được thì đưa nhau ra tòa. Đó là điều rất là rõ ràng, đúng không ạ? Bản thân ca sĩ Đông Dương, anh ấy cũng đã chia sẻ là sau khi cố nghệ sĩ mất, tất cả mọi chuyện xảy ra bên gia đình cậu, Dương không có ý kiến. Dương xin khẳng định một lần nữa, Dương không ra tòa để kiện hay làm chứng gì cả. Và tôi tin rằng là bản thân ca sĩ Đông Dương sẽ không bao giờ để những câu chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Bởi vì câu chuyện ở đây nó rất nóng so với những gì mà chúng ta nhìn. Tại sao cộng đồng lại dậy sóng? Tại sao những cái bức xúc lại dồn tất về Tiểu Linh, mẹ con bà Sáu Bảo? Thì có lẽ là bản thân những người trong câu chuyện này phải nhìn nhận, phải đưa ra một cái cách đánh giá hợp tình hợp lý. Cho nên là không có cái câu chuyện ở đây là muốn tranh, muốn thừa kế, muốn làm gì thì làm, đúng không ạ? Nó không khác gì là một cái sự vạch mặt đối với mẹ con nhà bà Sáu Bảo cả. Điều đó cho thấy rằng là đến cả những người như ca sĩ Đông Dương đã không có cùng quan điểm. Đây là một cái ngụ ý rất là rõ ràng để cho mẹ con nhà Sáu Bảo cũng như là Tiểu Linh, hay là những người đang bênh vực cho mẹ con nhà Phượng Ve, phải biết rằng không có nghĩa mình là người thân ruột thịt đối với cố nghệ sĩ thì muốn nói gì, muốn làm gì thì làm. Không ai người ta ủng hộ cho các chị ở việc đó cả. Đấy. Và bản thân khi mà hôm qua chúng ta cũng đã thấy đó, khi mà Đông Dương anh ấy chia sẻ những cái điều đó, thì chúng ta đã thấy rất rõ, nó cứ giống như là một cái tát dành cho những cái sự hy vọng của những cái người nào đó, hy vọng rằng là Đông Dương sẽ đứng ra làm chứng. Ở đó câu chuyện án phí nó lên tới 200 hoặc hơn 200 triệu, trên dưới 200 triệu, nó ở cái mức đó. Thì chúng ta hiểu rằng là câu chuyện không phải là đơn giản, muốn nghĩ, muốn nói gì, muốn làm gì thì làm, đúng không ạ? Bản thân ca sĩ Đông Dương hôm qua khi mà anh ấy chia sẻ, có rất nhiều mọi người đã nói về vấn đề này, và hôm nay thì Atam TV nói một lần nữa thì nó không khác gì một cái tát mà Đông Dương dành cho những người đang hy vọng là Đông Dương đứng ra làm chứng để phản lại Hồng Loan, đúng không ạ? Họ hy vọng là Đông Dương sẽ đứng ra làm chứng để khiến cho Hồng Loan gặp bất lợi. Nhưng những người có lương tâm, lương tri đều sẽ xử sự như Đông Dương, đưa ra một cái quan điểm không mất lòng ai, để chúng ta hiểu rằng là câu chuyện ở đây, nếu luật pháp quyết định, cơ quan chức năng xem xét, thì đấy là việc của cơ quan chức năng. Không đổ thêm dầu vào lửa, không thấy người yếu thế ngã ngựa mà đạp. Đây là một cái điều mà Atam TV hy vọng là bản thân ca sĩ Đông Dương, anh ấy vẫn sẽ giữ cái lập trường như vậy, đúng không ạ? Đông Dương cũng đã khẳng định, và một lần nữa anh xin lỗi khán giả và gia đình cố nghệ sĩ, bởi lẽ đáng ra anh không nên làm clip này sớm vì chưa qua 100 ngày của cố nghệ sĩ, nhưng mọi chuyện đi quá xa ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, gia đình buộc anh phải lên tiếng. Anh cũng mong muốn những chia sẻ của anh không bị cắt ghép làm sai lệch nội dung để cộng đồng mạng hiểu lầm hơn nữa, đúng không ạ? Và bản thân ca sĩ Đông Dương cũng đã khóa cái Facebook của mình vì bị cộng đồng mạng tấn công. Trên trang xã hội, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip tại nhà nghệ sĩ Vũ Linh trong cuộc gặp gỡ này có Đông Dương. Trong clip sau khi nghệ sĩ Vũ Linh nói căn nhà số 5 Đoạn Thị Điểm Lê Hồng Phượng, tức Hồng Phượng, Đông Dương nói cậu nói sao con cháu nghe vậy, con làm chứng để lâu lâu con đi đâu, đường xá xa xôi con ghé ngủ ké. Đoạn clip này sau đó được xem là di chúc bằng miệng, gây nên nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng Đông Dương tham gia clip vì trục lợi nên là Facebook cá nhân của anh bị cộng đồng mạng tấn công, có thời gian khóa Facebook. Mới đây Tòa án Nhân dân đã quận Phú Nhuận đã giải quyết và thụ lý cái vụ này. Nhưng mà cái ở đây là một lần nữa chúng ta phải khẳng định rằng là trong câu chuyện đó, một cái tát dành cho mẹ con nhà Hồng Phượng rất là rõ ràng. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì theo như chia sẻ của rất nhiều cô chú anh chị khán giả thì cái đó không khác gì là một cái tát dành cho mẹ con nhà Hồng Phượng cả, đúng không ạ? Đây là điều mà chúng ta phải thấy rằng nó rất rõ ràng, ai cũng vậy thôi, không cần phải nhìn nhận đánh giá một cái điều gì khác hơn, xa hơn, nhưng thực tế nó là như vậy.
đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, à, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Còn câu chuyện của cái người phụ nữ ở trong cái đoạn clip mà mọi người theo dõi ấy, thì chúng ta cứ đưa ra cái đánh giá quan điểm của mình, không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn, Chào chúc mừng mọi tất người cả mọi sức người khỏe. đến với cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo của Etam TV nha. Đây là những sản phẩm đông trùng hạ thảo khô tươi đáp ứng đủ nhu cầu về chất lượng sản phẩm của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đông trùng hạ thảo thì rất tốt cho sức khỏe của cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là những sản phẩm mà Etam TV nuôi cấy đều được bảo quản và đặc biệt là nuôi trồng rất kỹ trong những môi trường nhiệt độ nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng về sản phẩm. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn sẽ tìm hiểu và liên hệ với Etam TV theo số điện thoại để được tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người đã nhìn thấy những gì mà Etam TV đã làm và sẵn sàng, luôn sẵn sàng phục vụ cô chú anh chị và các bạn.